Xin chào các bác ạ. Hôm nay Đăng Phương Auto sẽ thực hiện hướng dẫn các bác cách thay pin cho van cảm biến bộ K12 van ngoài. Với bộ này thì bên em khi gửi về cho các bác thì sẽ có bộ dụng cụ để thay thế pin nhé. Đây là dụng cụ về sử dụng rồi ạ. Tẩu, sạc, các thứ, cà phê. Ngoài ra thì sẽ có một cái đây ạ, phần như thế này đây. Cái này thì dùng để thay pin nhé. Các bác lưu ý là nhớ là cất cái này đi giúp em nhé. Nhiều bác là về hỏi lại là không biết cái này để làm gì. Thì cái này là dụng cụ để thay pin cho van cảm biến ạ. Đây ạ, em sẽ thay cho các bác nhé. Đây là một van cảm biến. Thì sẽ có bộ phận đây là các cái khe để rãnh nhé ạ. Phần rãnh đây. Phần rãnh này thì các bác sẽ đưa vào đây ạ. Đây ạ. Bên ngoài thì sẽ là những cái nhiều rãnh này, nhiều khe này. Thì các bác chụp vào với nhau và xong nó xoáy. Đấy. Khi nó xoáy lỏng rồi thì các bác có thể dùng bằng tay. Đấy. Trong này là sẽ có một quả pin đây ạ. Với pin này thì bên em luôn sẵn hàng trong kho nhé. Các bác sử dụng từ 2 đến 3 năm thì hết pin thì có thể liên hệ bên em, hoặc là có thể tự mua ngoài thị trường cũng có. Hiệu Maxell. Pin mã là 1CR1632. Hay rất đơn giản ạ. Này có thể sử dụng tiếp được. Nhớ là các bác úp chiều pin này xuống giúp em nhé. Đây, úp xuống giúp em. Khi đặt vào rồi thì chúng ta các bác sẽ xoáy lại ạ. Nhớ giúp em là xoáy chắc chắn nhé. Chắc chắn vào thì tránh trường hợp nước nó vào ạ. Trong này thì hoàn toàn là có vụ răng rồi, nhưng mà cứ phải xoáy chắc chắn vào giúp em. Thật lực, thật chắc tay mà. Như vậy là các bác đã thay xong pin cho van cảm biến ngoài bộ K12 bên em đang cung cấp, thương hiệu Kinh Auto. Các bác cần hỗ trợ tư vấn sản phẩm, tư vấn lắp đặt, hoặc là cần sử dụng sản phẩm thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn.